Tinh tong, 9:30 sáng chủ nhật rồi, dậy thôi mọi người ơi. Và đây là tổng đài Tàu Nhanh Công Nghệ cùng với Linami. Chào mừng các bạn đã đến với 9:30 sáng chủ nhật cùng với Hà Nội Commuter. Hí anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Commuter. Và đây là chuyên mục Tàu Nhanh Công Nghệ số thứ 7. Và trong bản tin tuần này thì sẽ có những tin tức gì nóng hổi? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi điểm qua tất cả những tin chính nhé. Bắt đầu thôi. 1. RTX 3080 dính phốt cặp mới tinh, liên tục bị crash. 2. TSMC bắt đầu xây dựng dây chuyền sản xuất 2 nanomet. 3. RTX 3060 được xác nhận là sẽ ra mắt, mạnh ngang 2080, mức giá 10 triệu đồng. Trong tuần vừa qua thì NVIDIA đã cho ra mắt đầy đủ hai phiên bản card flagship của mình, đó chính là RTX 3080 và RTX 3090. Và theo như những review ở trên mạng thì trái ngược với RTX 3080 là một chiếc card với hiệu năng cực kỳ tốt này, giá thành thì lại cũng hợp lý, thì 3090 chỉ có cái mức hiệu năng chênh hơn so với lại 3080 là 20%. Và bên cạnh đó thì giá sao? Giá tăng gấp đôi các bạn ạ. Và dĩ nhiên bấy nhiêu lý do thôi, chắc chắn là RTX 3080 sẽ chính là cái món hàng mà được chúng ta săn đón nhiều nhất trong cái mùa mua sắm này rồi. Tuy nhiên thì chớ trêu thay, nhà NVIDIA thì lại bị dính ngay cái phốt đầu tiên, đó chính là RTX 3080 bị hết hàng sau đúng 1 phút mở bán. Và cho đến cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, khi mà người dùng đã sở hữu em nó và mang về trải nghiệm rồi, thì lại xảy ra cái vấn đề là mọi người đang phàn nàn quá nhiều về cái việc RTX 3080 liên tục bị crash khi mà chơi game. Rất nhiều game thủ may mắn sở hữu 3080 than phiền rằng họ bị crash khi mà đang chơi game. Và các topic về vấn đề này ngày càng nhiều ở các trang mạng như là Computer Base, Linus Tech Tips, Reddit. Và không chỉ ở bản Founder mà các bản như là Zotac, MSI, EVGA, v.v. thì cũng đều dính trưởng. Điều trùng hợp là trong đa số các pha crash này thì mức xung khi mà xảy ra crash là khoảng 2GHz, nên cách giải quyết nếu dính là hạ xung xuống khoảng 50-100MHz, bởi vì đa số những chiếc 3080 có mức xung cao nhất cũng chỉ khoảng là 2.05GHz mà thôi. Sau vài ngày kiểm tra thì Igor's Lab đã làm một topic khá thú vị về vấn đề này. Đó là việc NVIDIA cho ra mắt quá gấp gáp sản phẩm nên là đối tác của họ có ít thời gian để sản xuất card như là thường lệ. Cũng như là driver được gửi đến đối tác không đủ sớm nên là quy trình thử nghiệm sản phẩm dường như chỉ dừng lại ở mức bật lên và đường điện ổn định, chứ không phải là các tác vụ thực tế như là gaming hay đồ họa. Một lý do khác theo như Igor thì đó là bo mạch chủ tiêu chuẩn BG132 của NVIDIA để chống cho các đơn vị đối tác lựa chọn tụ điện. Sau khi xem các ảnh độ phân giải cao, NVIDIA sử dụng tụ line với 4 SD card và 2 tổ hợp MLCC gồm có 10 tụ mỗi bên. MSI thì lại sử dụng một tổ hợp MLCC duy nhất với 5 SD card, còn Zotac thì chọn phương án rẻ nhất với 6 port card và loại này thì kém hơn MLCC khá nhiều. ASUS thiết kế bản TUF của họ với 6 MLCC, không cắt giảm gì cả. Nói chung là việc crash của 3080 thì có nguyên do từ cả hai lý do trên, và đa số card đều sửa được vấn đề này bằng cách là giảm xung từ 50-100MHz để xung không chạm ngưỡng là 2GHz. Mới đây thì có rất nhiều thông tin xác nhận rằng TSMC đã bắt đầu dây chuyền sản xuất bóng bán dẫn 2 nanomet của họ. Theo như tin từ Twitter, TSMC ngoài việc xây dựng khu vực nghiên cứu tiến trình 2 nanomet thì cũng đang gấp rút xây dựng những cơ sở sản xuất dành cho nó. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, tên gọi của node đã không còn là kích thước của nó nữa, nên con số 2 nanomet sẽ không phải là nhỏ bằng 1/7 cái 14 nanomet của Intel. Nhưng mà để đến quy trình sản xuất hàng loạt thì có lẽ là còn khá lâu, và chỉ các khách hàng thân thiết của TSMC có lẽ mới chịu bỏ tiền ra để sở hữu những con chip có quy trình tiên tiến như thế này. Sau những thông tin về chiếc card RTX 3080 và 3090 đã hoàn toàn lộ diện trên thị trường, thì mới đây, hai chiếc card tiếp theo của nhà NVIDIA đó chính là RTX 3060 và RTX 3080 phiên bản 20G đã chính thức được ra mắt xác nhận. Bên cạnh đó thì RTX 3070 đã rất gần tới ngày ra mắt rồi, và giá của em nó thì tại thị trường Việt Nam sẽ rơi vào khoảng là 15 triệu đồng. Anh em hãy chờ xem là mình có nói đúng không nhé! Trong một sự kiện của Galax dành cho các nhà phân phối tại Trung Quốc, họ đã trình chiếu 3 mã sản phẩm tiếp theo của NVIDIA RTX 30, bao gồm có RTX 3080 20G, PZ142 SKU0 và RTX 3060. Phiên bản RTX 3080 20G được cho là sẽ lấp vào khoảng trống hiệu năng giữa 3080 10G và 3090 hiện tại, và giá của nó sẽ ở giữa khoảng đó. Tiếp theo sẽ là RTX 3060 là mẫu card tầm trung mới. Theo những bảng trình chiếu mới thì 3060 sẽ có hiệu năng tương đương với RTX 2080 thường, và giá của nó theo mình biết thì sẽ khoảng 10 triệu đồng tại Việt Nam.
Cuối cùng là thông tin về RTX 3070 thì nó sẽ có mặt vào giữa tháng 10 tới. Hiệu năng nằm giữa 2080 Super và 2080 Ti, nhưng mà giá thì cực kỳ hấp dẫn, chỉ khoảng là 15 triệu đồng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tất cả những tin tức trong bản tin Tàu Nhân Công Nghệ số thứ 7 tuần này. Nếu như các bạn nào chưa xem review chi tiết về hiệu năng của những chiếc 3080 hay 3090 thì hãy click vào phần video của kênh để có thể xem lại nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 9:30 sáng Chủ nhật tuần sau. Bye bye!